Hello, xin chào các bạn. Tôi là James Nguyễn. Ở trong bài này tôi sẽ giải thích sơ một số thuật ngữ thường được nói tới trong đồ họa máy tính. Học thiết kế đồ họa có nghĩa là các bạn sẽ phải làm việc rất nhiều với màu sắc. Vì màu sắc là một yếu tố chính ở trong thiết kế đồ họa. Nhưng ở trong thiết kế đồ họa lại có rất nhiều từ ngữ chuyên ngành làm cho các bạn mới học cảm thấy khó hiểu và dễ bị nhầm lẫn. Các bạn đừng có lo lắng. Tôi sẽ cố gắng giải thích dễ hiểu và đơn giản nhất vài thuật ngữ thường được nói tới. Chỉ một số thuật ngữ thôi nha. Vì nếu nói cho đủ thì video này có khả năng sẽ dài lê thê. Tuy nói vậy, nhưng mà nếu nói ngắn quá thì cũng như chẳng có nói gì cả. Vì các thuật ngữ này cũng khá là trừu tượng. Không nói kỹ các bạn còn rối não hơn. Nên nếu mà dài quá tôi sẽ ngắt làm hai phần để các bạn khỏi buồn ngủ. Hoặc là các bạn có thể coi như mình được ngủ hai giấc thì sẽ dễ chịu hơn nhé. Đùa chút thôi. Chúng ta đã học cách đổi màu cho một vùng tròn ở bài trước. Ở trong bài đó, tôi có nhắc tới vài thuật ngữ như là hue, saturation hay là line nét. Nhưng mà để dễ hiểu chúng hơn, chúng ta sẽ phải tìm hiểu về các hệ màu trước. Có nhiều hệ màu trong ngành đồ họa như là RGB, RYB, CMYK, lab, vân vân. Hệ màu lab á, thì chỉ có một số ít ngành sử dụng thôi. Hệ màu RYB á, thì thường được các họa sĩ dùng để phối màu để vẽ. Ở trong ngành đồ họa máy tính, chúng ta sẽ chỉ để ý tới hai hệ màu là RGB và CMYK thôi. Tôi sẽ nói về hệ màu CMYK trước. Tôi sẽ dùng phần mềm CorelDRAW để giải thích cho hai hệ màu này. Bởi vì tôi dùng lại các cái hình tôi đã dạy học khi xưa để làm demo cho các bạn dễ hiểu hơn, dễ nhìn thấy hơn ha. Rồi, các bạn đang dùng Photoshop cũng sẽ không có ảnh hưởng vì tôi chỉ dùng để giải thích các thuật ngữ thôi ha. Ok. Đây là hình của cái hệ màu CMYK. CMYK là bảng mã màu được dùng trong thiết kế và in ấn. Tôi nhấn mạnh nha, in ấn nó dùng cho in ấn nha. Nó là viết tắt của bốn từ là cyan, magenta, yellow và black. Ở trong cái chữ black này nè, đáng lẽ lấy cái chữ bi ở làm cái từ viết tắt nha, nhưng để mà tránh trùng với cái chữ bi ở trong hệ màu RGB nên là người ta lấy chữ K nha, ta lấy chữ K nha. Chữ K ở đây không phải là chữ K ở cuối của chữ black đâu nha, mà nó chính là key nha. Key có nghĩa là chìa khóa đó nha. Vì vậy bởi vì đây chính là màu chủ đạo ở trong in ấn. Rồi, CMYK là hệ màu hấp thụ ánh sáng. Nói một cách dễ hiểu là thế này. Nó là những màu sắc mà chúng ta nhìn thấy được khi có ánh sáng chiếu vào. Nó phản xạ lại cái nguồn sáng khác chiếu vào nó và mắt chúng ta nhìn thấy cái màu của nó. Hệ màu CMYK không có khả năng tự phát sáng. Nói một cách khác, nếu không có ánh sáng chiếu vào á thì màu nào chúng ta cũng đều thấy là đen thui hết. Một tờ giấy màu vàng dùng một đèn có ánh sáng đỏ rọi vào, chúng ta sẽ nhìn thấy tờ giấy đó là màu cam. Rồi, các bạn nhìn ở trên màn hình đây. Đây, nhìn trên màn hình đây. Đây là các màu căn bản của hệ màu CMYK nha. Và các cái màu màu căn bản nó ở đây ha. Và các cái màu nó phát sinh ra ở đây nha. Đây, tôi sẽ giải thích như sơ như thế này. Ba màu căn bản của nó là cyan, magenta và yellow. Black là màu tổng hợp của ba màu này trộn lại ha. Rồi. 100% cyan cộng 100% magenta sẽ cho chúng ta màu blue. 100% magenta trộn với lại 100% yellow sẽ cho chúng ta màu đỏ. 100% yellow trộn với 100% cyan sẽ cho chúng ta màu green. Ok, các bạn có thể nhìn ở trên cái màu thành màu đây. Đây, thí dụ đây là màu green, các bạn thấy không? Cyan của nó là 100, yellow là 100. Các bạn thấy chưa? Rồi, ok, màu blue cũng vậy nha, 100% cyan, 100% magenta. Rồi, màu đỏ thì sao? Màu đỏ nha, 100% magenta, 100% yellow. Được chưa nào? Ok. Nó là như thế này nha. Vậy để nhìn thấy hơn thì các bạn có thể nhìn theo cái thí dụ này nha. Thí dụ đây, đây là ba màu căn bản.
Thí dụ bây giờ đây là màu 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 magenta sẽ trộn với lại như thế nào? Nó sẽ trộn 100% cái này ra, 100% cyan nó ra cái gì, và magenta trộn với lại yellow nó sẽ ra cái gì? Các bạn có thể coi này nha. Rồi ok, bây giờ này đó, các bạn thấy không, nó sẽ ra màu này, các bạn thấy chưa? Rồi 100% cái này, 100% magenta cộng 100 cyan sẽ cho ra blue nha. Chỗ này chưa có black là tại vì chưa, ba màu này chưa trộn với nhau, mà mới chỉ trộn màu này với màu này và màu magenta với màu vàng mà thôi. 100% magenta trộn 100% vàng sẽ cho ra màu đỏ, được chưa nào? Ok, bây giờ tới màu vàng. Thí dụ bây giờ chúng ta trộn màu vàng vô nữa thì chúng ta thấy thế nào? Rồi ok, rồi các bạn thấy đó nha, các bạn nắm được chưa? Nó sẽ cho ra đây là màu cyan cộng màu yellow sẽ cho ra màu green nha. Ba màu này cộng lại sẽ cho ra màu đen, được chưa nào? Rồi để các bạn nắm được đây đây chưa? Rồi ok, như này nè, cái hệ màu CMYK đó được dùng chủ yếu ở trong ngành thiết, ở trong cái ngành thiết kế cho những cái sản phẩm được in ra nha, thiết kế cho những sản phẩm được in ra, bởi vì những cái ưu điểm vượt trội của nó khi in ấn nha. Thí dụ là thế này, nếu mà muốn in màu đen ra đó, muốn in ra màu đen chúng ta phải trộn ba màu CMY với lại tỷ lệ là 100%, màu nào cũng là 100% đúng không? 100% cyan, 100% magenta và 100% yellow trộn lại chúng ta mới có được màu đen nha. Điều này sẽ gây tốt mực rất là nhiều, bởi vì màu đen chính là màu được dùng nhiều nhất ở trong in ấn, cho nên người ta mới thêm một hộp mực màu đen vào nha. Điều này sẽ làm cho cái chi phí mực in nó giảm và đáng là kể nha. Khuyết điểm của nó là khi thiết kế ở trên màn hình á, thì nhìn nó sẽ không được đẹp nhé, nó không được bóng bẩy như là hệ màu RGB nha, được chưa nào? Ok, các bạn nắm sơ về cái lý thuyết về màu CMYK nha. Rồi ok, chúng ta sẽ sang hệ màu RGB. Rồi. Đây, hệ màu RGB. RGB là viết tắt của ba màu cơ bản là red, green và blue nha. Ba màu này khi cộng lại với nhau theo tỷ lệ 100% red, 100% green và 100% blue sẽ cho ra màu trắng nha. Các bạn nhìn trên màn hình đây, đây là các màu căn bản của hệ màu RGB và các màu phát sinh ra. Đây là màu phát sinh ra khi chúng trộn vào với nhau nha. Đặc điểm của cái hệ màu này đó nha, tôi sẽ làm thí dụ cho các bạn coi nha. Thí dụ đây, đây là tôi sẽ làm thí dụ cho các bạn coi. Đây là cái màu căn bản nha, màu căn bản của cái hệ màu này là màu blue và màu red và màu green. Tôi sẽ làm cho các bạn coi ha. Thí dụ đây là tôi sẽ trộn hai màu này với nhau nha. Rồi ok, các bạn coi nha. Rồi đây tôi sẽ là different. Các bạn thấy chưa? Màu này trộn màu này chúng ta sẽ cho ra màu tím. Được chưa nào? Ok, giờ này, bây giờ là màu green mà trộn với màu đỏ, chúng ta sẽ coi nó ra màu gì ha. Rồi được chưa nào? Nó sẽ ra màu vàng nha, sẽ ra màu vàng. Và màu green mà trộn với màu blue nó sẽ cho ra chúng ta ra cái màu này, kia là màu xanh da trời ha. Màu xanh da trời này đó, bên những người bên Công giáo thường gọi đây là màu xanh Đức Mẹ, bởi vì đây chính là màu áo của Đức Mẹ ha. Rồi ba màu này nè, ba màu này RGB ha, trộn lại với nhau nó sẽ cho ra chúng ta thấy sẽ thấy nó là màu trắng, được chưa nào? Đặc điểm của cái hệ màu này á, là nó phát ra ánh sáng. Đây là hệ màu được dùng chủ yếu ở trên các cái thiết bị có phát ra ánh sáng như là màn hình tivi hay là điện thoại. Nói một cách dễ hiểu là thế này, là khi mà tắt tivi hay là điện thoại á, chúng ta sẽ không có nhìn thấy cái gì hết á, nha, chỉ là một màu đen thôi nha. Ưu điểm của hệ màu này á, là nó hiển thị trên các thiết bị điện tử nó đẹp hơn nha. Như vậy cái sự khác nhau của cái hệ màu CMYK và RGB có thể hiểu một cách đơn giản như thế này. Hệ màu CMYK nó như là một tờ giấy trắng, các bạn sẽ thêm vào các màu khác ở trên cái tờ giấy này
Khi có ánh sáng chiếu vào, các bạn sẽ thấy nhìn thấy những gì đã vẽ ở trên tờ giấy đó. Hệ màu RGB thì ngược lại, nó phát ra ánh sáng. Khi màn hình tắt thì nó không hiển thị gì cả. Khi bật màn hình, nó sẽ phát ra các tia sáng màu đỏ, màu xanh lá và màu xanh dương nha. Ba màu này trộn lại với nhau theo một tỷ lệ nào đó để có rất nhiều màu, có cả triệu màu như chúng ta thấy nha. Màu trắng được sinh ra từ những nơi có ba tia RGB hội tụ lại là 100% nha. Tóm lại, nếu mà thiết kế của các bạn có kết xuất cuối cùng là để nhìn trên một thiết bị điện tử như là tivi hay điện thoại thì các bạn hãy sử dụng hệ màu RGB để thiết kế. Nếu bản thiết kế của các bạn có kết xuất cuối cùng là để in ra thì các bạn nên sử dụng hệ màu CMYK. Các bạn không nên dùng hệ màu RGB cho thiết kế để nhìn cho nó đẹp nha, rồi đợi lúc mà in ra mới chuyển thành CMYK để mà in nha. Nó sẽ gây sai màu rất là lớn. Vì dù thiết kế bằng bất cứ hệ màu nào, máy in cũng sẽ tự động chuyển thành CMYK hết nha. Chúng ta vừa tìm hiểu về hai cái hệ màu cơ bản trong đồ họa là RGB và CMYK. Chúng ta sẽ sang phần giải bài tập cho bài trước. Tôi sẽ nói tiếp các thuật ngữ thường nói tới trong đồ họa ở bài sau. Ok, chúng ta sẽ giải bài tập của bài trước nha. Yêu cầu của bài tập là đổi màu áo cho cô gái áo hồng này, sao cho giống với màu áo của cái cô gái áo vàng này nha. Rồi, trước tiên là chúng ta phải tạo vùng chọn cho cái áo màu hồng này trước, đúng không? Có nhiều cách để tạo vùng chọn cho nó, nhưng mà chúng ta sẽ áp dụng Colorange rồi để ôn lại bài trước nha. Chứ thực sự ra nó có rất nhiều cách để chọn cái màu áo, cái áo màu hồng này nha. Nhưng mà chúng ta áp dụng Colorange để ôn lại bài thôi nha. Tôi sẽ phóng lớn cái hình cái áo này lên. Ok. Thí dụ bây giờ là tôi nhấn còn chôn cộng để hình lớn lên. Rồi. Ok. Rồi chúng ta sẽ vào Select Colorange. Rồi, đây ha. Rồi, chúng ta thí dụ bây giờ chúng ta sẽ nhấp chọn. Thí dụ bây giờ chúng ta sẽ nhấp chọn vào chỗ này nha. Cái công cụ Colorange thì chúng ta đã có bài học rồi. Đây thì chúng ta chỉ thực hành thôi. Khi chúng ta nhấp vào đây. Rồi nếu mà cảm thấy ok rồi á, thì được rồi ha. Vậy các bạn thấy những chỗ này nó hơi bị dư rồi, nó hơi chọn dư ra thì chúng ta sẽ dùng công cụ khác để chúng ta loại bỏ bớt đi. Tôi nhấp ok. Rồi các bạn thấy nó đã chọn được rồi, đúng không? Bây giờ tôi sẽ thu nhỏ nó lại để mà loại trừ bớt những chỗ mà nó chọn dư. Ha, thì tôi dùng Lasso Tool, nhấn phím tắt là L nha. Rồi thí dụ như chỗ này nè, các bạn thấy nó dư nè, tốt hơn hết tôi chọn rộng rồi, coi như nhấn Alt Net ha, Alt Net đi, tại vì nó những cái cho nó chắc ăn thôi. Rồi chỗ này nữa, ok, phóng lớn lên. Lên chút nữa. Rồi. Ok. Rồi bây giờ tôi sẽ chọn thêm hoặc là loại trừ bớt đi chỗ này, ta phải chọn thêm đúng không? Giữ Shift để chọn thêm. Tôi sẽ làm nhanh thôi nha để khỏi mất thời giờ với các bạn nha. Coi như chúng ta chọn thêm chọn cái màu áo của cô gái này. Rồi. Tôi làm nhanh thôi. Không lớn tí nữa để dễ làm. Giữ Shift.
Tôi làm nhanh thôi nha, để khỏi mất thì giờ. Các bạn chọn kỹ kỹ lại một chút nha. Nếu mà các bạn làm cho người ta, thì các bạn làm cho khách hàng thì các bạn chịu khó chọn kỹ chút nha. Chỗ này giữ internet để bỏ chọn như này. Cộng thêm cái này, chọn thêm cái này. Tôi làm lâu rồi nha, phải mất thì giờ. Nghề chọn bằng nghề chuột thì nó hơi khó chọn một chút. Nếu mà chọn bằng cái bút vẽ thì nó sẽ nhanh và sẽ chính xác hơn. Ok, kiểm lại đại khái đấy nha, thiếu chỗ nào nữa không? Chỗ này thì đại khái thôi. Rồi, ok, tạm vậy đi ha. Rồi, giờ chúng ta sẽ chúng ta đã biết cách dùng cái blending mode để đổi màu cho một đối tượng ở bài trước rồi nha. Bây giờ tôi sẽ áp dụng một cách tùy chọn blending mode khác để đổi màu nha. Ví dụ bây giờ là chúng ta sẽ dùng edit đúng không? Fill. Rồi, chúng ta ở các bài trước á, chúng ta đã biết sử dụng những cái này rồi, đúng không? Ví dụ những cái này rồi, trước mắt chúng ta phải đổi màu chứ ha. Xin lỗi, ta phải Ctrl Zero. Rồi chúng ta phải đổi màu tiền cảnh này trước nha, nhấp vào màu tiền cảnh này. Rồi chúng ta chọn màu áo của cô gái này nha. Thí dụ tôi chọn màu ở chỗ này nha, thí dụ thôi, tôi chọn. Rồi đây, đây màu đây ha. Một chấm màu new này ha. Ok. Bây giờ màu tiền cảnh á, màu foreground nó sẽ là màu này rồi. Giờ tôi sẽ dùng lệnh edit fill. Rồi. Rồi bây giờ trong cái phần này tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái blending mode rất là tuyệt diệu nha, để đổi màu. Và các bạn chọn là content là foreground color blending mode, là thay vì ở các bài trước chúng ta dùng hue saturation hoặc các cái khác thì chúng ta sử dụng color nha, sử dụng color. Tôi nhấp ok. Rồi các bạn thấy không? Rồi Ctrl D để ấn vuông tròn. Rồi phóng lớn lên. Rồi, được chưa? Các bạn thấy không? Rồi, đây màu áo của cô gái này đã gần như là đồng phục với cô gái này luôn. Được chưa nào? À, rồi chúng ta vừa giải xong cái bài tập cho bài trước. Rồi, ok nhé. Màu áo của cô gái, hai cô gái này đã có màu áo giống nhau rồi. Nha. Bài này tới đây là hết rồi nha. Để tránh cho các bạn khỏi buồn ngủ nha. Bài sau tôi sẽ nói về bánh xe màu là gì và các thuật ngữ khác như là hue, saturation hay là tint. À, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau. Bye bye.